Cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã tiếp ngài Khan Van Den Boske, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, nhân dịp đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh gửi lời chào mừng đến ngài đại sứ, đồng thời điểm qua những đặc điểm tự nhiên, tiềm năng và lợi thế cũng như định hướng phát triển của Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, hiện nay, thành phố đang đặc biệt quan tâm dành nguồn lực để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn thời gian đến sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp của Vương quốc Mỹ đến đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng, có phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, ngài Kat Van Den Poste, Tăng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng trong lần đầu tiên ghé thăm nơi đây. Ngài đại sứ đánh giá Đà Nẵng là một trong những đối tác quan trọng của Vương quốc Bỉ. Cùng với đó, thành phố và các địa phương của Bỉ có nhiều lĩnh vực phát triển khá tương đồng. Ngài đại sứ cũng kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục có nhiều sự hợp tác hiệu quả, gặt hái được nhiều thành công mới trong thời gian đến.